Hello, xin chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm, đó là cái đồ chơi súng ống phốc bỏ túi cao cấp, giá trên Lazada hiện tại đang bán là 26.600. Ok, giờ mình sẽ mở hộp ra bạn xem. Các bạn muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc là trong comment video này. Sản phẩm này có gì hay, chúng ta sẽ cùng khám phá những trải nghiệm của súng này súng gì. Có vẻ giống cái súng phốc, súng bắn súng kiểu cái dùng cái tre, cái nứa mà dùng xong rồi nhét giấy vào, xong rồi dùng áp lực để đẩy cái giấy ra và nó sẽ bắn ra xa ấy. Vâng, nó giống như kiểu súng như thế. Ok, đây. Hộp to mà sản phẩm bé tẹo luôn. Ok, vâng, sản phẩm chúng ta đây. Vâng, đây, chúng ta có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 viên đạn. 7 viên đạn bằng đi sắt. Vâng, chứ không phải là... Vâng, đã rơi ra rồi. Chứ không phải là dùng giấy ấy. Giấy xong rồi dùng nước bọt để cho nó thành quân và xong rồi nhét vào bắn. Ok, thì theo như quảng cáo của nhà sản xuất thì cái súng này khá là nhỏ gọn và tiện lợi khi mang trong người. Xem qua cái gì ngoài và không có gì, rất là đơn giản luôn. Và trông cái súng này khá là đơn giản luôn. Đây, sản phẩm chúng ta được làm hoàn toàn bằng nhựa. Đó, mình cũng đã nói lúc đầu là rất giống với cái kiểu đây, cứ dùng kiểu như nó giống kiểu cái kim tiêm ấy, dùng áp suất xong rồi đẩy cái đạn này ra thôi mà khá là chặt. Vâng, đây là những viên đạn. Ok, rồi mình sẽ bắn thử. Nó phù hợp với cả cá nhân hoặc là chơi tập thể và có khả năng bắn xa được 20m thôi mà. Vâng, và các bạn nên sử dụng đạn này để tránh bị mắc kẹt với những quảng cáo này. Vâng, vừa mình mới test thử thực sự là rất là mạnh luôn. Đúng là 20m là có thật. Các bạn sẽ nhét cái đạn này là bằng nhôm và nhét vào đây và các bạn đẩy cái xi lanh này ra và các bạn đẩy vào thì nó sẽ tạo cái lực rất là mạnh luôn, nó sẽ bắn ấy. Vâng, đạn rơi luôn mất rồi. Tổng cộng ở đây được 7 viên đạn. Vâng, đó sẽ tạo áp suất và đẩy đạn ra rất là mạnh luôn. Vâng, đấy, nó như thế, rất là đau. Vâng, bắn khá là giáp. Ok, vâng, cái này nếu mà các bạn không có điều kiện mua cái súng này giá 26.000 thì các bạn có thể dùng cái xi lanh có sẵn. Vâng, ok, rất là đơn giản. Và đấy là mình chỉ tạo áp suất nhẹ và bắn thôi nhá. Chứ bình thường nếu mà bắn thì nó sẽ nổ rất, kêu rất là to luôn. Mình vừa thử rồi, bắn khá là xa, được 20m. Ok, như vậy là mình đã trên tay nhanh cái sản phẩm súng bắn hơi giá 26.000. Thực sự thì mình thấy cái số tiền để mua cái súng này thì nó hơi đắt. Vì cái này thì khoảng 10.000 thôi thì hợp lý hơn. Tại vì cấu tạo khá đơn giản luôn, chỉ có nhựa thôi, không có gì cả. Nó rất là đơn giản. Cứ 26.000 thì giá cũng hơi cao một chút. Ok, mình cũng khá là vui. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ok, mình đi bắn gái tiếp đây.